Nam thì chuyến này mình đi Cần Giờ tiếp. Thì năm rồi mình có quay cái video về Cần Giờ đó các bạn, thì ở đây là gần biển nên đồ tươi sống rất là nhiều, và mình mua như vậy á, thì người ta sẽ nấu nướng cho mình luôn tùy mình thích. Vì thì mình chỉ trả tiền công thôi, 20.000 hay là 30.000 thôi, tùy cái loại á các bạn. Thì mình rất là thích đồ ăn tươi sống ở đây, thì nói chung là rất là tươi, mình chọn có nhiều sự chọn lựa nữa. Thì khi mà mình muốn ăn đồ biển á, mà tươi á, thì các bạn đi ra đây nè, bảo đảm các bạn sẽ thích. Thì chuyến này mình đi về á, mình mới về Việt Nam được 3-4 ngày thôi. Thì hôm nay trời tốt nên mình, hai mẹ con mình và gia đình đi ra Cần Giờ để ăn đồ biển. Thì sẵn đây mình sẽ quay một lần nữa cho các bạn coi nha. Thì năm nay thì đồ biển nó có nhiều loại khác nhau. Nó cũng có nhiều cái con sò, con ốc lạ hơn á các bạn. Cho nên chuyến này mình ăn thử những cái con lạ hơn để coi coi nó như thế nào, thì mình review cho các bạn coi nha. Con này hai còi hả? Nó có hai cái giòi ra luôn á, nó bắn nước á. Rồi con này là con gì? Sò mai hả? Sò mai. Bự quá. Ốc mỡ. Ốc mỡ nó nở ra giống như nấm. Cái con này là cái con gì mà nhiều nhiều đỏ, nhiều hai giòn. Nghiêu đỏ nè, nghiêu hai dòi. Con này là con nghiêu hai dòi nè, cái lưỡi nó màu đỏ đỏ quét à. Ô, nó bắn, nó có hai cái dòi. Ủa, hai cái dòi luôn. Đây là lần đầu tiên mà mình thấy cái con nghêu mà nó có hai cái giòi. Thường á là cái con nghêu hay là con ốc á nó chỉ có một cái giòi thôi, nhưng mà cái con này nó có hai cái giòi le ra. Nhìn rất là lạ. Không biết là có ngon hay không nữa. Đây. Con nghêu có hai cái giòi. Con này nó có hai cái giòi ngộ quá hả? Gạch son đỏ con. Chứ hai cái 350 con. Con này cũng là hai cái giòi nè. Con này là sò lụa. Sò lụa hai giòi. Có hai cái giòi này các bạn. Ngon không? Không biết là ngon hay không nữa. Sò lụa hai giòi. Thì ở đây người ta bán đồ biển rất là nhiều, và mỗi người một khúm như vậy người ta để trong thao á các bạn. Thì mình muốn mua thì mình mua rồi xong rồi mình trả tiền lệ phí cho người ta để người ta nấu cho mình, thì người ta hấp xào nướng gì đó đủ thứ hết tùy mình chọn.
Và ở đây người ta nêm nếm cái gia vị cũng rất là ngon, rất là vừa ăn đối với mình. Wow, con tép lạ quá nhé. Cái này chắc con tôm quá. Đủ thứ màu luôn. Đây là ốc gai. Đây là con ốc mỡ. Đây là con ốc mỡ nè. Còn sống nè, bò ra nè. Đây là con ốc gai. Gai không à. Nói chung là hồi năm rồi mình có ăn thử cái con này, nhưng mà nó không có ngon bạn. Cái vỏ thì thấy lạ thôi, nhưng mà ăn không có ngon. Cái thịt ở trong có chút xíu à, mà thịt dai nữa. Đây là ốc mỡ nha. Ốc mỡ này còn sống nè. Đây là sò lụa hai giòi. Còn đây là ốc móng tay. Đây là tôm sống. Nhiều tôm hùm đủ thứ hết. Bây giờ mình đang mua ốc hương. Ốc hương nướng. Ở đây mình cũng, người ta cũng có chỗ nấu sẵn cho mình. Mình mua hộp hay là mình mua tươi sống. Mình mua tươi sống thì mình phải mướn người ta để người ta nấu cho mình. Chị đi đâu dạo dạo đi khoảng 15 phút rồi đây. Anh là chị, con mấy đi dạo mình trước qua đường bên đây này mấy cái này. Chị nói kia còn kia bà con chị. Nghèo. Nghèo sữa. Nghèo sữa màu trắng. Đây là con nghêu, giống như con nghêu. Nhưng mà con nghêu kia nó màu đen, ở đây nó có đen, ở đây nó cái con nghêu này màu trắng luôn. Ủa, cái này khác nghêu hả? Khác, giòn hơn, mập hơn, bự hơn. Cái tôm nó tại ký. Ok, lấy 1 ký, 100 ngàn 1 ký. Có lấy rẻ hơn, có lựa rẻ cho. Cái này là làm là bao nhiêu? Nó tính bao nhiêu tiền? Khắp xã. Có đào không anh em về? Khắp xã là 20 ngàn. 20 ngàn. Khắp 20 ngàn. Khắp xã 20 ngàn. Xong rồi cô phải nhớ hồi quay lại lấy á. Tôm hùm. Sò huyết. Con này nè, con này là con gì nè, lạ nè. Sò. Con này là con gì? Sò mai. Bán con hả, bán sĩ? Sò mai. Đây là sò mai đó các bạn. Không biết. Nó giống như con điệp không? Ăn giống giống. À, giống giống con điệp. Vậy lấy ăn thử. Hai con. Wow.
Con này nè. Nó kẹp đây, lại á. Ok, bây giờ mình lấy thử nha. Cái con này có cái màu đỏ nè. Con nào có? Con bự đó đi. Con nào có màu đỏ? Đây. Hai con đi. Hai con rồi đó. Con nào giờ? Ok, lấy con này nha. Rồi. Rồi làm gì đó? Nướng mà ăn, nướng luôn chín chục vậy nè. Dạ. Đỏ mày bán hết rồi hả? Nay có bỏ lụa đỏ không? Đây. Không ai bỏ lụa đỏ hả? Đây là con tôm tích. Cái con này con gì phải con? Đó con lụa hai còi á. Sao con nào cũng hai còi? Con này. Con nghêu kia cũng hai. Con nghêu kia cũng hai còi nữa. Còi đó là con hai còi. 170 cái con này lạ quá hả, lần đầu tiên mới thấy á. Bự thì thôi luôn nè. Wow, sò dương nè. Bắt ba con nhỏ. Con nào sống mà? Con nào cũng sống á chị. Nói vậy nè nó sống á. Ờ. Nướng hả? Nướng mỡ hành. Ba lại rửa nhỉ? Con đó ha? Ờ, con. Thì cái chỗ mà bán đồ biển nó là nằm ở bên trong chợ. Thì ở ngoài ghìa chợ á, thì người ta có bán những cái nước chấm nè các bạn. Và có đủ thứ hết trơn á. À, đủ thứ loại nước chấm. Thì nếu mà mình thích nước chấm nào thì mình đi ra đây mua. Ok, bây giờ là đồ ăn của mình, người ta đã luộc, đã hấp, đã xào, đã chiên, đã nấu xong rồi các bạn. Thì bây giờ mình đi ra biển ha, mình chọn một cái nơi mát mẻ. Qua cua nè, cua này chắc gặp nhiều hả? Nặng thì thôi luôn á. Còn nghêu gì? Nghêu sữa, nghêu hai giòn. Còn cái này là sò dương. Ủa cái này hai ngòi nè. Con gì, con sò lụa hai ngòi. Còn cái này là sò dương. Còn cái này là sò huyết nướng. Đây. Còn cái này là cái con gì nè? À con gì, sò gì quên rồi. Gì? Đâu biết đâu. Cái cò cô. Chị biết cái con này con gì, sò gì quên. Sò mai chị. Sò mai, sò mai. Nướng. Cua có gạch không? Có gạch luôn. Chị có mượn cái đồ kẹp cua nè. Còn ở đây là con ốc hương. Khoan hai đừng nó khui ra, đợi đó đi. Từ từ. Chứ lại Bambi con uống cái đó của anh donate cho hai đứa con. Cái này là con hào hả? Con này hào. Cua là gạch nhiều nè. Sò, nghêu. Ốc hương. Cá.
Rồi mời mọi người ăn. Cái con nghiêu gì, con nghiêu sữa hả? Cái con này ăn ngọt nè, rất là ngọt và ngon và giòn nữa. Dạ. Mềm hơn có con nghiêu kia. Nghiêu kia thời buổi hôm đó mình mua 170 rồi nhỏ xíu à. Con cua nè các bạn. Nhiều lắm. Cua này này bao nhiêu ký rồi nãy? 250. 250 ngàn một ký cua. Ơ không phải. Rất 330. 330. 330 một ký. Ăn thử cái con này nha. Cái con này là lần đầu tiên mà mình thấy nè. Mình ăn thử coi. Không có cái cây gấp hả? Cái này nướng mỡ hành. Chị My ngồi sát vô với anh đi rồi xong rồi cho bà nội ngồi bên đây. Ngồi sát vô. Mời các bạn nha. Con sò hai ngòi hả? Nó có hai cái vòi đó các bạn. Yeah, I don't know.